126 kg. First attempt by Nguyễn Ngọc Trung, Việt Nam. Trọng lượng tạm 126 kg, mời vận động viên Nguyễn Ngọc Trung Việt Nam vào chỗ thi đấu lần thứ nhất. Như vậy tiếp theo sẽ là lần thi đấu đầu tiên của Nguyễn Ngọc Trung ở nội dung cử giật với mức tạ đăng ký 126 kg. Với mức tạ đăng ký như thế này thì có thể thấy là Ngọc Trung sẽ không có nhiều cơ hội để cạnh tranh huy chương vàng với Eko Yuli Irawan. Và như vậy là Ngọc Trung đã thành công ở lần cử đầu tiên 126 kg. Trọng lượng tạ được nâng lên 127 kg. Như vậy cũng ở mức 130 kg sẽ là Nguyễn Ngọc Trung, lần cử thứ hai của đô cử Việt Nam. Với Nguyễn Ngọc Trung. Rất tốt. That's a good lift. Lượt thi hoàn thành. Lượt thi được công nhận hoàn thành và như vậy Nguyễn Ngọc Trung cũng có 130 kg bằng với Eko Yuli Irawan của Indonesia. Việt Nam. Trọng lượng tạ 132 kg, mời vận động viên Nguyễn Ngọc Trung Việt Nam vào chỗ thi đấu lần thứ 3. Như vậy là cho đến thời điểm này thì cuộc cạnh tranh vô địch sẽ chỉ còn diễn ra giữa Nguyễn Ngọc Trung và Eko Yuli Irawan. Có lẽ hơi sớm để nói điều đó, nhưng ngay từ nội dung cử giật này khi chúng ta thấy Ngọc Trung của Việt Nam và Yuli Irawan là những vận động viên cuối cùng còn đang thi đấu và tiếp tục nâng tạ lên, thì ở nội dung cử đẩy có lẽ cũng sẽ khó có bất ngờ nào khác xảy ra. 132 kg ở lần cử tiếp theo của Nguyễn Ngọc Trung. Rất chắc chắn và anh đã thành công với mức 132 kg. Và thành tích của Ngọc Trung ở cử giật cũng sẽ là 132 kg. Nhưng bây giờ thì Eko Irawan sẽ nâng mức tạ lên 135 kg. The bar is ready, loaded to 151 kg. First attempt by Nguyễn Ngọc Trung from Vietnam. Trọng lượng tạ 151 kg. Như vậy là Nguyễn Ngọc Trung của chúng ta sẽ bắt đầu phần thi cử đẩy ở mức đăng ký 151 kg. Với Nguyễn Ngọc Trung. Rất tốt. Và có lẽ sẽ không có lý do gì để lần thi này không được công nhận với Nguyễn Ngọc Trung. 151 kg. Trọng lượng tạ được nâng lên 152 kg. Second attempt by Nguyễn Ngọc Trung from Vietnam.
Trọng lượng tăng 154kg, mời vận động viên Nguyễn Ngọc Trung Việt Nam vào chỗ thi đấu lần thứ hai. Từ từ bình tĩnh. 154kg, tăng thêm 3kg so với lần cử trước. So với Thạch Kim Tuấn, vận động viên xuất sắc trước đây của chúng ta ở hạng cân này thì mức 154kg là khá thấp. Ở SEA Games trước thì Kim Tuấn đã thành công ở cử đẩy với mức tạ 169kg. 154kg và thành công với Nguyễn Ngọc Trung, nhưng có vẻ như anh đã không giữ được tạ rồi, rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. It's a no lift. Lượt thi không hoàn thành. Bar remains at 154. Ngọc Trung đã đưa tạ 154kg lên cao, nhưng anh không thể giữ được tạ ở vị trí yêu cầu. Tiếp theo sẽ là lần cử thứ hai của Ngọc Trung ở mức 154kg và là lần cử cuối cùng của anh ở phần thi của mình. Chúng ta sẽ chờ xem lần cử này của Nguyễn Ngọc Trung có được công nhận không. Lượt thi hoàn thành. Như vậy đó là một lượt thi được công nhận hoàn thành. Trọng lượng tạ được nâng lên 155kg. 154kg cho Nguyễn Ngọc Trung ở phần cử đẩy. Và như vậy là anh khép lại phần thi đấu của mình với tổng cử là 286kg. Với thành tích cử đẩy là 155kg thì Eko Yuli Irawan đã giành huy chương vàng rồi. Anh đã giành huy chương vàng với tổng cử là 290kg.